Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ phân chia hạt giống cho vòng loại World Cup 2026 dựa trên bảng xếp hạng FIFA ngay trước khi lễ bốc thăm diễn ra. Cụ thể, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 7, tức bảng xếp hạng FIFA ngay sau đợt trận FIFA Day. Ngày Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép các đội tuyển gom quân từ các câu lạc bộ làm nhiệm vụ quốc tế vào cuối tháng 6 sẽ đóng vai trò quyết định nhóm hạt giống của các đội bóng. Do vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á có đến 9 bảng, trong khi Asian Cup 2023 chỉ có 6 bảng, nên đội tuyển Việt Nam có thể sẽ ở vào nhóm hạt giống cao hơn tại vòng loại World Cup so với nhóm hạt giống chúng ta đang có tại Asian Cup 2023. AFC sẽ phân chia 4 nhóm hạt giống vào 9 bảng đấu vòng loại, mỗi nhóm hạt giống có 9 đội. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam hạng 95 thế giới và 16 châu Á, thứ hạng này sẽ không thay đổi nhiều ở lượt trận FIFA Day vào tháng 6 tới đây. Chúng ta hiện nằm chung nhóm hạt giống số 2 với Uzbekistan, Lebanon, Jordan, Bahrain, Trung Quốc, Syria, Palestine, Kyrgyzstan. Nhóm hạt giống số 1 có Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc, Qatar, Iraq, Oman và UAE. Trong khi đó, Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 3, bên cạnh các đội Triều Tiên, Ấn Độ, Philippines, Turkmenistan, Malaysia, Tajikistan và hai đội có thứ hạng cao nhất trong số các đội vượt qua loạt trận playoff thuộc vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á. Riêng nhóm 4 bao gồm các đội còn lại vượt qua loạt trận playoff thuộc vòng sơ loại thứ nhất vừa nói ở trên. Ngoài việc dựa vào nhóm hạt giống, việc chia bảng vòng loại World Cup khu vực châu Á còn tính đến yếu tố địa lý, giúp các đội bóng ít phải di chuyển nhất trong khả năng có thể. Ví dụ như các đội cùng khu vực địa lý nhưng khác nhóm hạt giống có thể được xếp chung bảng đấu với nhau. Với cách phân chia này, không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lại tiếp tục đụng độ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở các kỳ vòng loại World Cup gần nhất 2018 và 2022, đội tuyển Việt Nam đều chung bảng vòng loại thứ hai với Thái Lan. Thậm chí, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng đấu của đội tuyển Việt Nam có đến 4 đội Đông Nam Á, ngoài đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo còn có thêm Thái Lan, Malaysia và Indonesia, đội còn lại trong bảng là UAE. Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm nay, kéo dài đến tháng 6 năm 2024. Trước đó, các cặp đấu playoff thuộc vòng sơ loại thứ nhất sẽ diễn ra trong tháng 10.